thấy vết bầm tím trên da, chớ chủ quan lơ là. Những vết bầm tím trên da với nhiều kích thước khác nhau, bầm tím kèm theo sưng, đau, bầm tím sau chảy máu là triệu chứng có thể xuất hiện do chấn thương, do sự lão hóa của mạch máu, nhưng cũng có thể tiềm ẩn những bệnh lý như bệnh đái tháo đường, khiến da ngăm đen, tím tái, đặc biệt ở những vùng da cọ sát thường xuyên, các bệnh về máu. Bệnh máu khó đông khiến người bệnh hay bị chảy máu kéo dài và rất dễ bầm tím mỗi khi va chạm nhẹ. Ngoài ra, các bệnh ung thư liên quan đến máu, tủy xương như bệnh bạch cầu cũng có thể gây những vết bầm tím trên da. Bệnh gan. Các bệnh lý gan mật như viêm gan, xơ gan tiến triển có thể gây ngừng sản xuất các protein giúp đông máu, dẫn tới hiện tượng bầm tím trên da. Xuất huyết. Tình trạng máu thoát ra từ các mao mạch nhỏ có thể dẫn đến hàng ngàn vết bầm tím nhỏ. Thiếu vitamin. Tình trạng thiếu vitamin C, vitamin K, vitamin B12, vitamin P có thể ảnh hưởng đến quá trình sản xuất máu, khiến các mạch máu trở nên mỏng, nhỏ, dễ vỡ và gây ra các vết bầm tím thường xuyên. Khi thấy xuất hiện các vết bầm tím trên da, chớ chủ quan lơ là mà cần đi khám sớm để được chẩn đoán chính xác nguyên nhân và điều trị đúng hướng. Khoa khám bệnh thuộc Cúc TCI quy tụ đội ngũ chuyên gia hàng đầu trong nhiều lĩnh vực cùng hệ thống thiết bị hiện đại hỗ trợ đắc lực việc chẩn đoán và theo dõi bệnh như hệ thống máy chụp cộng hưởng từ MRI, máy chụp các lớp vi tính đa dãy MSCT, máy chụp X-quang kỹ thuật số, hệ thống xét nghiệm tự động bằng robot. Đến thuộc Cúc TCI để được thăm khám kỹ càng, chẩn đoán chính xác, điều trị hiệu quả. Liên hệ để được tư vấn và hỗ trợ đặt lịch khám.